chiên để uống bia. Thế đại bồn chấm không như còn ra đồng bật nhái. Lấy đâu ra nhái mà ăn? Đấy sợ. Anh không biết cái sản phẩm siêu nhái này à? Siêu nhái là cái sản phẩm vũ nữ chân dài nhái khô đến từ anh Tiêm Tà Màu. Thế làm sao để có được cái gói này? Chỉ cần inbox vào số Zalo là 0981 640 046 là có ngay một sản phẩm kinh khủng này. Vũ nữ chân dài, uống bia hết giờ, ăn cơm hết ý. Hello. Ôi. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tà Màu TV. Ôi chim tà. Anh đừng sang con đá này. Má này. Ui trời, hôm nay trời nắng anh em mình quyết định đi ra ở suối bắt cái chai trùng trùng. Nóng quá, từ từ. Để tắm mát. Ui phê phê. Hả thân đã. Cái này làm phao bơi này. Mò đi anh, đừng. Mày điên là nó chìm mất lại không mò được. Mò đi, mò đi. Hả? Mò đi, đấy nhiều lắm này. Khe khe này này, khe trong hòn đá này này. Đó đâu, ở ngoài này này. Ơi, trời mất rồi. Anh ơi, nước nóng thế. Ở đây có cái hố gì to lắm. Đó. Đấy trong này này. Chân ốc, chân ốc rồi. Em đang đặt chân vào đấy. Đấy đấy đấy. Chân phải. Đấy. Thấy chưa? Đấy đấy. Ui, cá gì ấy? Cá gì? Trong hang này cũng có ốc gì vậy? Nào, tránh ra. Em lăn thôi. Ra. Em bị lỗ lại nha. Được không? Ôi. Ôi con này có gì? Cái gì đây? Cá sấu à? Cá sấu con. Ôi. Cá sấu con đấy. Chạy đi kiểu gì cũng có con cá sấu mẹ ở đây đấy. Ôi. Chạy đi. Không phải. Cá dọn bể. Vứt bỏ đi. Vứt bỏ đi. Điên rồi. Cá sấu con kiểu gì con cá sấu mẹ đâu đây. Con này ăn được. Con này ăn được. Ăn. Lấy chậu lên. Cá sấu này chả ăn được. Lấy chậu đi nha. Cắn đây. Nhanh lên lấy chậu đây. Tao còn mấy con nữa. Tao mò nốt này. Nhanh lên. Ui. Cắn. Ui nó trong hang ấy nhiều lắm. Ơi nó chạy mất không nhỉ. Thôi thôi anh không bắt nha. Em không bắt đâu. Điên à. Cá gì. Cá sấu ấy. Ây. Cá sấu này. Thế để rơi gì đây, tao bắt cho. Em lên bờ ấy. Mày điên là nó không cắn đâu. Cái cá sấu này nó ăn thịt người à? Nó không cắn đâu, nó không cắn đâu. Thịt người cái gì? Điều. Cá dọn bể. Cá dọn bể là cái gì? Con là cá sấu à? Không, là con hay đi dọn cái bể ấy. Đây không phải bể đâu. Không, nó ở được mà. Ê, đây là ở suối nào mà. Mày giữ nó đi, giữ nó đi để tao mò. Ê, giữ đi. Kéo nó. Cắn em chết. Không cắn đâu. Kéo nhìn nó tởm vai. Không cắn đâu mà. Nhìn nó giống con cá mập ấy. Ây xấu đây. Kéo con nó tầm lai này. Làm gì ấy, cá mẹ nó về đi chết tuổi. Cắn cái xấu đây. Ôi. Ôi. Vẫn còn. Kéo đây. Kéo cá mẹ trong đây. Không, con này con to rồi. Ui, kéo nó dãy. Con nó cắn chết tôi. Ê! Trật tự. À, giữ. Vẫn còn. Nó cắn nó chết tôi. Kéo nhìn nó. Nhìn nó bẩn bẩn nè. Hoa phửa đấy chứ. Đi đâu? Không phải. Ui vẫn còn. Lắm thế. Đấy đấy. Vẫn còn. Ui nhiều thật đấy. Anh tử mi. Ui tóc đừng có dạy đừng. Ui.
Anh có phê cái gì trắng bông vàng này? Nào nào nào, cầm lên, giữ nhá. Giữ ra, giữ nhá. Ui, nó xù gai lên. Ui. Ui, nó xù gai lên, nó dọa đánh người này. Đéo. Ui, con này lôi mãi mới được ra. Kéo gãy đuôi à? Ui. Anh ác chê. Nó ở trong hang, phải kéo nó ra. Ui, ui, chim nữa, con chim nữa. Con này to. Ui. Được, xong. À, kéo nhá, kéo nhá. Ui. Cho tự, cho tự. Em thả đây, em đừng, thả đây. Đừng, đừng thả tay ra nhá. Để xem nó. Nó này hôi thối. Cái đồ cá hôi thối. Bẩn thỉu nha mày. Đồ rất bị bẩn này. Ui, ui hết rồi. Ui, ốc biểu vàng. Ốc biểu để đấy em ăn hả? Không. Ui. Nhưng mà cá này không ăn được. Nhưng mà sao không ăn được? Cá dọn bể mà. Dân sao thấy bọn nó ăn? Dân bể thì nó bẩn. Ví dụ như bể như em bể có phân thì sao ăn cả phần? Sao thế mới bảo mà ăn được mà. Đi lên nướng đi. Tởm lắm. Không tởm đâu. Đi, đi mở chai chai trùng trục ăn đi. Không đi. Món này được đấy. Ui, ăn được cho đâu. Thật. Ui. Nhưng mà cá mẹ nó sợ nó đánh không? Đây con này con to con mẹ đây này. Sao nhìn nó bé con đấy? Con mẹ đây này. Cá xấu bình thường em thấy nó to mà. Con này nó xấu thôi nhưng mà nó không phải cá xấu. Đi lên lên nướng đi. Nó không cắn người ấy gì. Ui, ui. Không, nó... không cắn đâu. Ây dạ. Em tặng anh xin em lặn thật đến kia. Ui đầy. Ui. Kéo ơi nhìn nó pờ pờ này. Thấy lại cá này bao giờ chưa? Ấy này. Cá nhìn kinh tủ với chủng. Chưa chưa. Ây dạ. Kéo sao nhìn nó trống gầu thế. Kéo ơi nhìn cái mồm nó. Ấy nhìn như kiểu diễn viên gì ấy nhỉ? Diễn viên gì có quả mồm này ấy nhỉ? Ai biết được là kiểu diễn viên nào. Có tao nhớ có mà. Tưởng như này. Ôi, nó trống lên này. Ôi thịt đây nướng này. Để tao về lấy ít sả này. Ngon không? Chạy về lấy ít sả ngon. Ăn được. Thôi ăn ngóp đi. Ui xời. Sau bao nhiêu thời gian vất vả nhưng mình đã lột được quần áo của hai hoa mấy hoa hậu đại dương này. Hình lột quần áo. Lột hết xác, lột xác rồi. Đấy là... lột xác nó luôn. Hoa hậu đại dương. Ở đấy. Ôi, bây giờ tao mình nhớ ra mấy con hoa hậu đại dương. Hoa hậu đại dương gì mà nhìn nó. Nhìn nó đều đấy. Nhìn nó là dọn bể mà đấy. Nhìn nó bẩn đấy. Hoa hậu đại dương dọn bể à? Ừ. Này, nhìn bẩn bẩn. Kìa, món này ghê ghê này, chó nó ăn. Ừ. Ôi, tí nữa ngon thì mày lại đốt như chó. Tí nữa mà ngon thì em là chó cũng được. Ừ. Đây, xả. Mình xem này. Anh ướp chưa cay? Cái này thôi, cay quá mất ngon. Ấy. Thấy chưa ạ? Anh đấy, bây giờ anh em mình bắt đầu bị lướng. Từ đã nhá. Đóng đóng cái cọc để nướng nào. Anh làm gì cơ? Cọc để nướng. Em đi kiếm cái phân nhá. Ừ. Tao để bên xe. Đéo vậy, mất trộm. Đây có mỗi hai thùng trộm. Đầy hết rồi nào. Con nó được kem. Nhanh lên để tao đo nhanh lên. Chẳng có tưởng bọn nó lấy được kem mất. Nào nhanh lên, nhấp cá sang đây. Ô phần kì. Ôi. Ôi ơi, ơi. Cầm cái môi này. Ấy, cầm cái này. À, bóng bóng, bóng bóng. Cầm kịp chưa? Thế em có con yếu yếu này nhỉ? Tao ok chưa? Nhưng mà tí nữa em anh ăn cho anh ăn trước đấy. Ăn trước. Hơi bị ngon đấy. Tao làm món gì không ngon đâu. Ê, thế mà đẩy món cho chó đi. Món gì cho chó? Đẩy món cho chó đi thầy. Karaoke chưa? Ngon chưa? Thơm thịt chưa? Anh em mình đi tắm tiếp đi. Trong cái chín anh em mình lên ăn. Tí nữa. Chắc đã. Úi rồi. Đi làm về, anh luôn chơi cho em ăn. Giờ này người ta đi làm đồng về hết rồi. Mà chín que đấy làng kê làm gì nhỉ? Cái này mình nướng này. Cho em con đấy đi. Đây cho mày con này, con to. Đây. Con này.
Nhảy nướng nó nhanh, công suất cao. Bằng lắm. Anh em mình đã quyết định lại, như thế này là mình nhanh nè. Tối rồi, đói lắm rồi. Đói rồi, tối rồi. Mà không biết ăn ngon không ấy. Công suất mạnh, nhanh. Đang đi làm đồng hết rồi. Anh đưa em con đất, đây đưa con đấy đây. Con đấy. Em làm sư phụ không? Ôi trời ơi. Làm gì? Anh ơi, vút lên một tiếng đàn. Bị em kẹt. Làm gì? Siêu phẩm, dọn bỉ. Siêu phẩm. Hậu đại kia. Siêu phẩm. Ôi thôi. Này con của em. Đây, cho mày con bé đi. Anh đừng đây. À con này cũng to. Dạ con đấy đây. Diệt nha. Con. Mày lại rắc ớt vào đấy mà. Tí nó không ăn được. Ôi dồi. Tăng lăng. Cái này mày kê này. Wow, còn gì cây nữa. Tránh xa con của tao ra nhá. Cái này mày phê. Mày phê thì tránh xa tao nướng nha. Phê này. Đầu cái đó bể à. Cái tên xấu vãi. Không có à. Cháu vừa bắt được mấy con đấy. Xấu đấy. Thôi, ăn thế thôi. Nhìn đầu nó xấu nhỉ. Đây, nướng. Nhiều lắm, cho bắt mấy con đang nướng đây này. Phần em một chỗ thật cẩn thận, em nướng con này thật cẩn thận. Em ăn thật cẩn thận này mà chị ạ. À, nhìn phê không. Chị nó ăn cay lắm. Tê. Tê mồm luôn. Đã chín luôn một đứa. Ừ, thì thơm ấy. Em nhìn thấy cái của em mới hấp dẫn nhờ. Ừ, mày tí nữa mà không ăn được. À, tí nữa đừng có xin, có cho thêm không em cho. Thôi không. Siêu phẩm đắp ớt đó. Đấy nhiều lắm, có hàng nhiều lắm, bắt được mấy con này. Nói trước trong hàng mà. Ôi, cháu chăm vào, cháu tưởng là cá sấu cơ. Nhưng mà cá này phải cá sấu mà. Cá sấu à? Cá bể á. Cá ẻ. Tên sấu nhỉ. Siêu nhỉ. Đấy. Siêu. Hơi tối nhưng mà thành quả nó sẽ rất là ngon. Nhìn con của em hấp dẫn không? Đây. Này! Cháu anh ấy... Không ăn được đâu. Chô ra thăm. Anh đừng có chết xấu. Sợ con của em ngon hơn con của anh gì. Em biết thừa. Chà, con của anh làm gì có bằng con của em. Úi dồi quê. Ngon. Ngon tao đố mới ăn được đấy. Thơm mời các bạn nhá. Cà. Thơm lắm mọi người ạ. Ngon lắm. Úi dồi quê. Mời tất cả mọi người nhá. Đây chứ. Ngon thế. Đồ nhà quê. Em bọc ra. Xuống Hà Nội đừng bảo là dân Ba Vì nhé. Trời ơi. Tí nữa em bóc ra ăn ngon nè. Bóc ra mà ăn. Vẫn ngon. Tuyệt vời. Bỏng thôi. Tuy là nó dọn bể nhưng mà thịt nó khác chắc và ngọt. Hoa hậu đại dương. Bỏng thế. Hoa hậu môi trề. Đấy, bỏng. Anh lấy cho em cái que ngô. Bỏng làm tí bia. Khờ. Đời chẳng thèm. Chẳng thèm lấy cái của anh ấy. Nào, làm sao. Ngon. Ồ, em bỏ ớt ra ăn ngon hơn anh ấy. Bỏ ớt ra mà ăn. Đừng rất là tối. Đi đâu đừng bảo là quê Ba Vì nhé. Trời.
leo. Mặt cay ngon lắm nhé, con của dòng cay ngon lắm. Ăn thử con mình thử mà. Thử à? Chán à? Trời, con bình thường à, ngon lắm. Đó. Nó hơi tối nên màu mè nó hơi ngon, không được màu mè lắm. Đây. Ừ. Nhưng mà có mấy hộp khói. Đấy. Hả? Ăn được quá. Khói lên mọi khói. Ngon lắm, ngọt. Ngọt. Thì chắc cho sợt à. Không hay nữa. Đi đón nước đêm rồi. Đêm rồi mà mình, bọn hai anh em mình vẫn chưa về đâu. Hay là đêm nay anh em mình ở lại ngoài đầu. Thôi, thôi, thôi. Sợ những ngoài đuổi à? Có mà. Ngoài đầu vắng này chắc là má mình nhỉ. Ê, má bắt mình có cắn không nhỉ? Chưa biết, không biết. Tại vì chưa bao giờ má nó dám gặp tao. Ngoài gặp có mà đái ra quần. Đái được giật quần. À, hôm nay mày mày răng nhọn lại, ma mà cắn em phải cắn lại luôn. Đây là như ma cà rồng ấy. Bây giờ thế. À, tao thách mày ăn hết con của mày đấy. Không bỏ miếng nào. Bao nhiêu kiểu? 5 lết. Ơi, anh để nước ngọt ở đấy mà em không thấy. Cay quá thì bảo. Ôi, đi thế, mưa đi thế. Tao tưởng mày tập hết rồi. Tao tập hết thì đã được miếng não. Ừ, rồi. Ừ, cay quá. Đi ca mày kìa. Kinh, kinh. À, ngồi đi.